Ok, xin chào tất cả anh em đã trở lại với kênh như Khải em ơi. Lần này thì sau khi Khải anh vừa ăn Vinh xong thì Khải cũng dự định tải về đường môn chuyên bảo vũ và kèm với chuyên bom 9x để có thể đánh phụ bang anh em. Nói chung là Khải đã xác định chơi phụ bang thì Khải sẽ đi những hướng phụ bang hoàn toàn luôn em. Hôm trước thì phụ bang về hướng đâm bot đâm đồ nhưng mà tầm này fit rồi em ạ. Fit đâm bot rồi. Tầm này Khải sẽ phụ bang về cái hướng đó là vừa bảo vũ cũng có thể đi phụ bot và cũng như là có thể là mình tăng về hướng bom 9x để có thể phụ bom 9x đỡ những tool giao tranh quan trọng cũng như là những cái khúc mà mình chặn cổng anh em thì mình có thể đặt bom 9x nó hiệu quả hơn nha anh em. Đó. Và đây là sau khi Khải tăng mắt cho ta, đây thiếu thiếu. Đây, sau khi tăng mắt đường bảo vũ này mà thì Khải được như thế này. Trong lúc nãy nhớ lúc nãy máu Khải 5k3 mà sao giờ còn có 5k trời. Cứ như là mình bị lát điểm gì vậy ta. Ủa à, Trương Thanh Trương Hà ngáo vãi trưởng. Nay được 8 sĩ top 1 mà lo gì. Đúng rồi, hôm nay được 8 sĩ em ơi. Còn lại anh Văn Đoàn chưa donate thôi. Còn lại anh Minh Tiến donate rồi. Vương Rương Gia Tảo không mở được gì đâu. Ken Nguyễn ơi. Đó, Khải nhớ 5k3 máu. Đó, máu Khải khá là đẹp luôn em ơi. Tầm này Khải tăng điểm cửa này là khá chuẩn rồi. Lực tay quá đẹp rồi. Ok, sau khi tăng mắt đường bảo vũ thì lực tay Khải với 5 kỹ năng cũng có. Với 5 kỹ năng cũng có nè em ơi. Đây, 1 kỹ năng cũng có. 2 kỹ năng cũng có. Đó, kèm với dòng băng hội nguyên sói là 3 kỹ năng cũng có. Và ngày hôm nay là vừa rồi là top 1 tống kim luôn nè. Vừa rồi là top 1 tống kim luôn nè. Không biết anh em có để ý không nha, vừa rồi là top 1 tống kim luôn đó. Rồi đó, cho anh em xem. Vừa rồi top 1 tống kim là khoe lên kênh ngay liền luôn đó. Đây, cho anh em xem top 1 tống kim này. Rồi sáng thoại Long Hà là xong. Đây, tấm 1 tấm kim này cho anh em xem. Đâu phải đơn giản này, hôm nay tấm 1 tấm kim này. Nó phải, nó có sách mắt có trứng. Đó, khoe ngay. Thấy chưa? Đó, hôm nay được tấm 1 tấm kim đó nè. Tấm 2 và 1 ngàn mấy nữa mà sợ. Đó, ok. Bây giờ thì Khải sẽ tiếp tục là như lúc nãy thì Khải đánh với hướng là bom loi sát mắt. Nhưng mà lần này Khải sẽ ưu điểm, Khải sẽ đẩy về hướng bom 9x luôn. Đây mắt bom 9x luôn nha em. Khải sẽ đặt bom 9x và kèm với lôi. Kèm với lôi. Và Khải sẽ đứng canh cổng cũng như là Khải đi bước lẻ. Khá hợp hiệu quả luôn. Ôi biết tình. Ôi tình xong thì chỉ được một hướng thôi em ơi. Ôi điểm tâm này thì không tăng đủ em ơi. Ủa tăng hướng bom là hết điểm rồi. Lấy gì mà tăng đây. What the hell. Cái này là phải như thế nào. Mình phải canh cho nó hợp lý rồi em ơi. 25 lăm hết thì chỗ này chỉ được có 8 điểm thôi. Ok, kiểu này là bom 9x không được mát đâu nè em ơi. Không được mát bom 9x rồi. Mình sẽ tăng cho nó tương đối một tí. Không mát được. Lúc nãy Khải nghĩ là Khải có thể tăng mát 25 bom 9x luôn. Mà không mát được nè em ơi. Thiếu điểm quá. Tại 162 thì Khải được 248 điểm. Biết sao? Tại vì nhiều anh em xem trên live Khải hiểu cũng như xem video á. Không hiểu tại sao là Khải với 162 điểm thôi mà Khải rất là nhiều điểm. Nhưng lúc nãy anh em thấy không? 240 điểm. Ghê không? Thì tại vì là Khải anh mát hết tất cả nè. Nói chung là Khải mát hết. Và là một tịch 15 cuốn này. Rồi điểm Evan này nọ tất cả mát hết này. Rồi điểm bí tịch mật tịch từ 1 đến 20 mát hết luôn. Nói chung lại Khải mát hết toàn bộ, không gì mà không mát luôn này. Đó. Mát hết tất cả này. Điểm kiểu này cũng như tiềm năng Khải khá là cao. Rồi Khải tăng lại cái. Kiểu này phải tăng cho tương đối này mà. Chắc là tương đối mỗi bom khoảng 15 điểm, kèm với kiểu năng là mỗi bom khoảng 20 điểm, còn lại tăng 9 nít là hợp lý. Không đủ điểm này mà. Không đủ điểm. Cái này tính nhẹ nhẹ sơ sơ thôi. Sợ không đủ điểm nè. Tương đối vào cái mọi thứ là hiện tại 13, 14 thì nó khoảng đang 8 điểm. Đang tới điểm bom. Rồi. Và bom 9x nè. 1 cái bom thì tăng 1 năm bom thì được bom 9x nè. Đó. Nó nghiệt rồi, này tăng không được này thấy không? Là mình phải xây vòng. Cứ 5 bom thì mình mới tăng được bom cho nít. Đó. Ok, chúng ta đẩy mạnh lên tí. 2 2 2 2 2. Bảo Innova vô tới đúng rồi, đang vô tới rồi, đang vô tới đất liền này. Tầm này là âm âm luôn nè, nãy nhà Khải cũng rầm rầm luôn. Rồi, được 11 điểm cho nít. Đâu, cái này hơi căng nha. Không đủ mát được. Không mát được nè. 18, 13 cộng 5 là 18.
Rồi hết điểm rồi. Đi không đủ điểm anh em ơi. Chỉ được 14 điểm cộng với 5 là được 19. Cũng được anh em nha. Không lên được 20 nổi anh em à. Không lên được 20 nổi. Quá nhỏ, quá nhỏ, quá nhỏ. Này phải lên một cấp nữa thì mới được 20. Một cấp nữa. Thôi ok, cái này mình sẽ đổi về bom lôi mát trước đi. Mình sẽ vừa đặt một lôi. Một lôi và một chín ít, một lôi một chín ít để mình có thể đánh tống kim nha nè. Đó. Như Khải có tính toán thì một lôi một chín ít sẽ là một lôi một chín ít. Như cách bước cao của Khải thì cứ giải mà làm thôi. Một lôi một chín ít thôi. Rồi, một lôi đâu, bom lôi đâu. Xuyên lôi rồi. 18. Này, F4, F5. Đó. Thì cứ một lôi một chín ít, một lôi một chín ít thôi. Chứ tầm này không có đường tính rồi. Thiếu cấp quá. Thôi không sao nè, tầm này thiếu đi, thiếu điểm quá. Tầm này Khả Thanh chuyên bom lôi thì nó là thiếu điểm rồi. Nói chung là không mát được, khó khăn quá. Rồi. Cho nó chuyên mắt cái lôi thì được 25 chón. Và cái này là 19 chón nữa là nói chung là nếu mà đặt phụ trợ với nhau thì có thể được 35 chón nè. Gì? Gần 45 chón, gần 45 chón khá hậu quả. Đó, gần nếu đặt hai cái dính một chỗ thì có thể là chỉ cần dính vào một cái là dính 45 44 chón nè, đó, cứ đơn giản như vậy thôi. Nên là Khải đang sẽ cố gắng là hiệu quả hay là Khải xử đến hai cái một lúc đó. Nè, ví dụ như Khải đặt này, ví dụ Khải đặt bom này. Đây. Bom này. Bom này. Từ nha. Thằng Khải sẽ cho nó 4 gấp 5 này. 5 gấp 6 này. Rồi, đây. Nếu mà đánh trận cổng thì Khải sẽ đánh hai bom. Đó. Anh em thấy không? Cái bom 9 ít nó bị delay này mà, delay gần nó 7 7 8 giây lận. Thì Khải có thể kèm nó là một bom 9 ít và hai bom lôi. Thì sau khi hai bom lôi xong thì có thể ba bom lôi thì Khải sẽ đặt lại bom 9 ít đó. Anh em thấy không? Nó bị delay này nè, chứ không phải như những server khác. Đó. Rồi, cứ một bom 9 ít và kèm với ba bom lôi là một cái bẫy như thế này để vô chỉ cái banh thôi nè, chỉ cái banh thôi đó. Ok chưa? Rồi hiệu quả đó. Rồi, anh em xem video đừng quên cho Khải một like chia sẻ này ơi. Và nếu không họ không muốn muốn ghé thêm thì mình có thể tăng thêm một cái bom độc độc hay binh sắt đó. Mọi thứ một một nó còn rất là khó chịu đó nè. Mọi thứ một một nó rất là khó chịu nè. Họ sát nữa nè, trò độc sát nữa nè, đó độc sát nữa nè, đó. Yeah. Rồi cái này là binh sắt nè. Một thứ một một thôi cũng rất là khó chịu đó. Ví dụ như này F5 này, F6 này, F7 này, F8 này, F9 này. Đó, mọi thứ một cái rồi. Dính như cái bom này cũng khá là mệt đó nè. Mọi thứ một cái. Hiệu quả chứ. Dũng hoài. Đó. Mà đồ dính chuột F8, F9 là tắt người rồi anh em. Má nhỏ dữ người ta. Tắt đánh người, tắt đánh quái, tắt đánh người sao chịu được. Chung là Khải F89 đến người không? Ok. Khải sẽ cho cái F này F4, F5. 4, F5. F3 là bên kia rồi. F3 bên này rồi. F4 đúng không? F4, F5. Không thiếu cái bom này nữa. F8 không được rồi. F9 cũng không được. Ok, kiểu này là nghiên cứu lại. F5 bom 9X này. Rồi F6 là bom lôi này. Đó. F7 là bom banh nè. Rồi bom độc là F. Chụt thiếu bom nhiều gơ luôn nè. Chung là mình muốn đặt một lần cho nó nhiều bom nên hiệu quả. Nhưng mà canh quá. 7 bom độc này. Khó nha. Tại vì là mình không thể nào đặt hết một tất cả mớ bom này được. Khó lắm. Rồi ok cứ cỡ nó đi, cái này mình tính sau. Banh nữa này, trời ơi, nhiều bom quả đái luôn. Rồi ok, chung là sơ sơ vậy thôi em ơi. Chung là banh chọn với 9x thôi à? À nếu mà dạy đúng không, F5 là 9x nè, rồi lôi lá chón nè, lôi lá chón nè, độc nè, với banh thôi cũng được. Ok ok được rồi, được rồi. Nhưng ta sẽ dùng đó là F4, F5, F6, F7, F4 nè, F5 nè, F6 nè, bốn banh bốn bùa thôi đó. Ok cho nó kẹt boss, kẹt nó tông kim khá là ngon nè, cứ bốn bốn cứ bốn ngay là được rồi. Rồi ok. Sau khi có tính sơ qua thì nhiều đó là ok nè em ơi. Đạt năng 4, 4 bùa, 4 bom được rồi. Đây. Cho anh em nhìn sơ qua điểm tiềm năng kỹ năng của Khải nè em ơi. Đó. Hiện tại Khải đang có 5 kỹ năng cũng có. Và 3 18 trong phái.
Và 25 bao vũ, quá đẹp. Hôm nào làm một trận tống kim full bom từ đầu đến cuối trận xem được tốt không Khải? Full bom từ đầu đến cuối trận không đánh bảo vũ à? Khó lắm nữa. Phải kết hợp thêm bảo vũ nữa mình mới kết được. Chứ đẹp bom thì bom tầm này cũng chưa mát hết được. Mới có tương đối này, mới cái 14 rồi nè. Và cái này cũng mới cái 15, 18, 18, 19. Đừng khó mà mát được. Bom này mà nó mà qua một điểm 15 rồi nè, thì những điểm 16, 17, 18, 19, 20 thì không cần tăng mấy cái điểm này nữa. Tại vì mấy điểm này mát rồi. Nhưng mà cũng còn khuya. Rồi ok, chung xuống đảo nè em ơi. Ok em ơi, sao xuống đảo thì bây giờ chúng ta xuống đảo nè. Đó. Xong hồi tìm hiểu thì đó, lực tay khá là cao luôn nè. Đánh tung kim quá là chắc luôn. Rồi ok, Khải xuống đảo nha mọi người. Anh em xem video đừng quên đỡ lại cho Khải một đăng ký kênh ủng hộ cho nha. Và đừng quên nhấn nút vào thông báo để theo dõi trực tiếp những buổi video trực tiếp của Khải vào lúc 7:30 tối hàng ngày nha. Bom chín ít delay nên khó lắm, khó tốt lắm. Chuyên bom chín ít delay khó chịu lắm.